mùa này là nó rét quá chứ là cành nó lụi, thì sau 3 tháng nữa thì ra đầu xuân nó mới ra hoa. Em Dung yêu quý, chắc là anh không tham dự được lễ hội hoa Bulgari của em rồi. Tại vì hôm nay anh sang trang trại kiểm tra thì nó rét quá cho nên là cành nó không phát triển nữa, cho nên là chắc chắn sẽ không ra kịp hoa nữa. Chắc chắn là phải hủy cái lễ hội này với em thôi. Em Dung ạ. Này, các cái tay của nó năm ngoái ấy, anh ghép đây này. Đấy, thì phải ra đầu xuân. Đầu xuân thì nó mới ra được. Đầu xuân nó mới ra được lụ. Còn bây giờ là nó ấy hết rồi. Nó như kiểu nó gặp sương muối. Nó bị táp hết rồi, không thể nào tham dự lễ hội với em được. Cho nên là phải báo trước với em nó là như vậy đấy.